Ủa con nghe nói là hồi đó là ảnh lấy vợ về rồi mới phát bệnh mà. Có hai đây hai ngày Lấy vợ về 2 ngày là phát hai bệnh. ngày là bệnh luôn. Kỳ ta. Ủa, ngoại. Ủa, ngoại là có mấy người con ngoại? 6-7 đứa rồi. Sáu bảy đứa Ừ, hả? có chồng thì hơi xa rồi nó không gọi nó về. Dạ, rồi 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 riêng anh gắn cái con thứ mấy của ngoại? Thứ 10 Thứ 10 hả? Ủa sao 6 7 người con mà anh này lại thứ 10? Còn 2-3 người thứ 10 nữa, chị nữa rồi đó. À vậy, ủa vậy là tổng cộng là mấy người? Tổng cộng là mấy người con? Giờ mấy đứa chết thôi bỏ, giờ À vậy. còn 7 đứa. À vậy là giờ còn 7 7 anh chị ha. Bốn gái, bốn trai, ba gái. Là mấy anh chị ở đâu lạnh ngoại? Đứa ở Dòng Tre, còn đứa ở Mỹ Lòng. Dạ. Vậy hổm chết hơn đứa. Dạ. Có chồng, có con, đứa con Lớn chết. tuổi chưa mà chết Ba mà. mấy. Mấy? Ba mấy. Mới ba mấy hả? Ủa, bị Với sao? thằng bệnh, với Dạ. thằng anh nó là cũng ba mấy mà có vợ ba đứa con. Dạ. Riêng Bệnh chết. anh gắn là thứ 10 phải không? Là hồi đó bị sao mà ảnh phát bệnh như ngoại? Giờ cũng không biết làm sao nữa, coi chừng nó bệnh mới bắt đầu thì nó bệnh nó quậy dữ lắm, Dạ. rồi chén bát ly bình gì nó đem ra đập hết trơn, không có ai đâu dám lại. Rồi nó là cỡ là 20 cũng phải chạy chạy với Thầy cúng hả? Dạ, mời ông hả? thì nói như vậy, ông nói khác không biết ông nào đúng. Dạ. Rồi đi bệnh viện nữa, Ừ. bệnh viện cũng mấy lần á, đi tới bệnh viện Đồng Nai, Biên Dạ. Hòa Đồng Nai, ở trên thành phố nữa, Dạ. 6 tháng. Ở 6 tháng trên đó. Rồi đi tùm lum hết trơn rồi coi. Mà hồi đó là anh gắn là bao nhiêu tuổi rồi? Hồi đó nó bệnh, hồi đó nó 21 tuổi. Mới 21 tuổi mà bị vậy ha. Hồi nay nó bốn mấy. Đồng Thành của con, con đi mua thịt về đó, con rang. Con rang này Làm con gì nó cho khổ bà ấy. quá. Nhưng mà cái này là con rang nó chưa được khô Khổ quá lắm. đi. Thế nhưng mà bà khi mà bà cho chú ăn đi ấy, mình thích pha mì tôm này này. Bà cứ bỏ một chút vào để ăn Vậy nó có sức. bất chất. Ừ. Vậy mì tôm mình đâu có sức, nhưng mà một hai ngày là bà lại đưa vào cái chảo bà rang lại nó đi á, khô khô thật. Vì đây con vì con bận nhiều công việc lắm nhưng con vẫn cố làm. Rồi cảm ơn cái lòng thành của con. Rồi ba cái chai nước tương này, ba chai nước tương này bà cũng cất đi để cho chú ăn, ăn bà ăn nhá. Đây mì tôm này là cũng còn mua, còn cái bao gạo này là để tứ của con, cái chú mãi chú dâng một bao gạo 25 kg. Còn mỡ mì tôm nói chung là đây là cái số tiền con mua, đây là cả đoàn chúng con đóng góp vào để chúng con dâng cho bà. Hôm nay là chỉ đến chơi thăm bà thôi chứ hôm nay không cúng nhất gì hết, nhưng mà tí nữa cũng vào thắp nhang. Đấy, thấy chưa, mặc đồ đẹp nhá. Đây mặc là đồ mới. đây là Đây cô là cô Ngát này, là cái người chữa cho anh Trắng ha, chữa cho anh bánh Trắng này. Từ cái người mà phải nhốt ở trong nhà, nhốt ở trong cái lồng, thì giờ hiện giờ là anh đã được thả ra ngoài và hoạt động bình thường các bạn. Đây đây là anh gắn đây, anh gắn năm nay 43 tuổi. Thì hồi hồi năm hai mươi mấy tuổi anh lấy vợ ha, 21 tuổi là anh lấy vợ xong rồi về anh bị điên luôn ha. Bị điên xong cái sau đó là nhốt ở trong nhà, nhốt ở trong cái chuồng các bạn. Ở đây sau này cái chuồng mà hồi trước giờ anh gắn ở đây sau này các bạn. Đây. Đó. Mấy chục năm, hơn hơn mười mấy năm ha, là 22 năm là anh phải ở trong cái chuồng này nữa các bạn. Khô quá, ăn uống vệ sinh đầy đủ trong một chỗ rồi đó. Ăn uống rồi vệ sinh đầy đủ thứ là ở trong này các bạn. Đó. Rất là khổ. Tại vì hả, nếu mà thả ra ngoài thì bà má bà sợ ảnh quậy nên là nhốt ở trong này. Đó, sau cái rào sắt này các bạn. Đó, nó chỉ bằng chút xíu à, bằng cái chắc bằng cái nhà tắm của người ta á. Được cất ở sau cái trong cái góc vườn vậy đó. Thì sau khi cô Ngát ở trên Bình Dương xuống chữa trị một thời gian đó thì giờ ảnh anh khá là tỉnh táo rồi các bạn.
Đó. Giờ mọi người vô là anh biết đi ra đón rồi mặc đồ mới rồi các bạn. Anh mặc áo cam đó. Hai mươi mốt mà giờ 43 là hai mươi mấy năm rồi đó. Dạ. Khổ quá sức đi coi. Là suốt hai mươi mấy năm đó là ngoại nhốt ở trong cái chuồng bên kia ha. Cũng mới bằng đầu là chưa. Sau này mới nhốt. Anh cầm hai tay. Anh châm cho nó cháy đi. Anh châm cho nó cháy nha. Đây này anh gắn giờ làm. Bây giờ anh gắn biết bỏ cái bún ra cho nó thoáng được không? Đó, biết được rất là nhiều rồi. Giờ nói thắp nhang là anh tự thắp nhang rồi các bạn. Rất là tuyệt vời nha. Thôi hôm nay nữa hả? Đoàn Bình Dương lại trở về. Thắp nhang là từ ấy luôn. Từ một người mà nhốt ở trong chuồng. Con nhang của mấy chục năm thì sau đó thì Thiên Thiên công chúa, Lê Thị Hồng Ngát, Phạm Thị Phương, Lưu Thị Nhàn, Lê Thị Thu Hà, Phạm Hồng Mãi. Được rồi. Rồi để cho anh cắm luôn, để cho anh tự lên cắm luôn. Anh lấy làm đây. Anh biết làm sao biết được. Cắm đây thôi, anh lấy ra ngoài kia trước kìa, thắp từ ngoài thiên kìa, đưa vào thiên đi. Anh ra ngoài làm trước, anh thắp trước. Ra ngoài làm trước. Đấy, ba lại. Đây. Anh cứ đi. Người gầy quá, hôm nay phải mua đồ về cho ăn uống cho nó. Hả? Cắm đây đúng rồi. Lại ba lại, lại ba lại. Chắp tay lại ba lại. Hả? Chắp tay lên. Ê, cầm đây. Chắp tay lại ba lại nha. Lại đi, lại đi nè. Một lại này, hai lại. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lại đi. Vái nữa đi, vái nữa. Rồi, nói. Rồi, cắm vô. Anh cắm vô. Rồi, cắm mẫu kiểu trùng thiên. Chính mẹ nội thiên. Rồi quá, nay có. Rồi, anh đi vào trong nhà, anh thắp. Trong đó có 3 4 tố mà chị. Em ra như thiên rất tốt. Thiếu. Đây đi, anh đi vào đi. Đó, anh đứng đó anh lại bốn lại cho em. Hả? Đứng đây. Anh lại bốn lại. Giơ tay lên. À quên, nhấc nhăn lên lại đi. Lại nha, em đếm nào, một lại nha nào. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái nữa, lại nữa, lại nữa. Cái nữa. Ai nữa? Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, anh cắm lên đó. À, tao lo cho chồng 20 con năm mà ở trong không có da, không ai động được lên người. Thế mà đúng là một cái tóc hiệu màu của cha mẹ để xin ban cho đoàn. Tóc hai lần rồi. Vậy mà hô tóc hai lần mới chết chứ. Nóng nóng à. Ăn. Hôm bữa là đã đến để tắm cho anh rồi. Tắm cắt tóc đây, hôm bữa là nhàn cắt đây. Nhàn tắm và cắt tóc cho anh rồi. Nhưng mà hôm nay xuống thì là thăm hỏi để tặng anh chút quà thôi. Thì sau này cái mạnh thường quân và nhờ hả con nhang đệ tử của bà mới bà cũng sẽ cạo lại cho anh có dâu với lại mấy cô coi ở trên Bình Dương á, có cô nào không bắt về đây cho làm vợ cho ổng đi. Là Mai nha. Thấy cô nào, hai ba cô, bốn cô vậy đó. Coi có chịu cô nào ở đây không? Ừ. Thì cứ hỏi người ta đi xem người ta có thích hay không. Không thích đâu, trời ơi. Không, nhưng mà nói đây là không được. Ừ, phải anh làm sao được. Còn là anh làm Mai cho cô khoe. Mai cô khoe nhá. Cô khoe tỉnh táo là Mai cô khoe nhá. Cô khoe cũng ở Bến Tre mà, gì đó. Ấp gì hay là lên kiếm cô nào Bình Dương đi anh gột. Đây tám thằng ai biết đường. Gắn em nghe. Kêu anh gột cho vui. Lúc này là làm ở trong đó là để tóc tai rồi cho thấy bù xù ha. Này gọn gàng đẹp trai rồi. Gàng hết và cho kêu vào khắp nhà các cụ quá các cụ đồng hoàng. Hôm nay là thần trước là đỡ nhiều lắm rồi, trước là lạnh lẽo, hôm nay là đỡ lắm rồi. Đây là nóng, còn cái bàn tay này là chưa chưa tay được cái lạnh hả? Nó còn lạnh nhưng mà từ từ nó còn phải cảm nhiễm từ từ, còn cái hả bây giờ như là trên này là nó ấm rồi chứ trước là lạnh lắm. Bây giờ là ấm, bây giờ còn một chút thôi nữa thôi. Là do ở lâu ở trên trong nhà xi măng hay phải, sao ta? Cái này nó do cái vong ở trong người. Alo.
Giờ đi Bình Dương chơi không anh Gắn? Hả? Giờ đi Bình Dương chơi không? Đi, đi chơi đi. Lên Bình Dương chơi không? Có ô tô đợi ngoài á. Đi không? Có gì đi chơi đi, lâu rồi không đi. Bình thường mà, có gì đâu sướng. Đang cắt móng chân cho anh Gắn đây. Mà từ bữa nay anh... từ hôm mình gặp đến hôm nay là... mình gặp là hôm mùng 4, hôm nay 12 à, là 6 ngày rồi. Trời ơi, không có lấy kéo cắt cắt cái này ghê quá vậy. Trời, không sao đâu. Hả? Không sao đâu. Không sao đâu. Ừ. Ướn quá. Không ướn đâu. Mà anh tắm mới có một lần mà về hỏi anh tắm mấy lần anh xạo, anh dám nói là anh tắm hai lần. Ồ, bữa nay biết tôi xạo nữa chứ. Chưa qua cầu, chưa qua cầu, chưa qua cầu, bữa nay anh tự chủ chưa được rồi. Mà đà bên đây nè, qua cầu. Bữa nay có cần em tắm cho không? Hả? Có cần em tắm cho anh không? Không. Ồ, không rồi, trả lời không luôn. Ừ. Hôm em về anh thầy có nhớ em không? Có nhớ không? Nhớ không? Có nhớ không? Không nhớ. Cái chậu đó xong để chậu cô. Không nhớ. Chị hỏi về vợ ổng coi. Chị. Chị hỏi thử hỏi vợ ổng coi. Chị hỏi vợ ổng coi có tới thăm rồi chưa? Vợ anh đâu? Hả? Vợ anh đâu? Đâu có. Có vợ không? Đâu có. Có vợ không? Đâu có. Có mà. Có mà. Đâu có. Nhớ lại sao? Đi. Nhớ lại đi chứ anh có vợ đó. Có 2 3 ngày thành ra nó không nhớ. Anh cứ vợ 2 ngày á. Thì xong anh bị vậy á. Ừ. Ừ. Anh lấy vợ được mấy ngày rồi rồi anh mắc bệnh rồi anh người ta bỏ đi rồi anh không nhớ hả? Có nhớ không? Trời ơi chết nữa. Quên luôn ha. 20 năm rồi mà làm sao mà nhớ được. À. Người ta cũng có gia đình rồi, có con rồi. Em là người ấy đó. Em là người ấy anh có nhớ không? Đưa cái chân kia lên đây. Hả? Cái chân này hôm bữa kỳ sạch lắm mà sao hôm nay lại bẩn thế này là thế nào? Ờ. Ừ? Nói đưa chân này lên biết đưa kìa. Đưa mà biết mà. Nói chuyện chơi thì chú không được sao? Nó khó đi nữa. Ừ. Ờ, à, thì cũng được ha. Rồi, bye bye anh nha. Hôm bữa em cắt tóc cho anh ngồi im luôn. Hôm nay em cắt móng chân cho anh cũng ngồi im luôn. Kêu nhấc cái bàn chân kia lên cũng nhấc luôn. Giỏi dữ người ta, nhưng mà cái chân này nè, hơi dơ nha. Chút hồi đi trà rửa nha chưa? Nó chịu mang dép. À, có đi giới hợp cho mới ra. Lấy dép ngủ. Nói cứ lấy dép ngủ không lấy dép mới. Đúng dạ, không à. Hồi đi tắm luôn. Hồi đi tắm nha. Bây giờ mặc đồ đó, cho mặc đồ đẹp á. Nhưng mà chút hồi anh phải cởi ra để đi tắm đó. Mình tắm mới có 1 lần ha. Mà vậy mà nói tắm 2 lần. Tắm hôm qua. Mới tắm hôm qua hả bà? Mời nấu nước ấm ấm. Hai cái xô ra ngoài đó ngồi tắm. À, nay tắm nữa cho sạch. Là tự anh đi tắm hay là mình phải tắm cho anh? Tôi cũng đi phụ nó. Dạ. Dạ. Thôi mới tắm hôm qua thôi đi. Tắm được thì mát có sao đâu bà. Ngày nào cũng tắm được mát mà. Bây giờ nấu nước nóng chứ không nóng rồi nước lạnh sao? Ờ thì bà để nước nóng đi, bà để miếng cho nó ấm ấm, anh tắm cho nó mát nè. Hả? Nước lạnh không chịu hả? Không. Nước lạnh mát chứ mà. Bảo ngồi im nha, giao lam đó. Cũng đẩy đi. Đúng rồi là mình phải đi xe Honda vô nhà đó đó chứ đi xe máy không có được. Nhà nào chị? Nhà ông trọng á. À. Đi đường này băng qua luôn. À vậy giờ chạy xe máy qua luôn á. Ừ, chứ đi xe kia là không được á. Thôi mình chạy đường này mình băng thẳng qua bên đó luôn. Đường nhỏ không à? Đó có bộ xuống rồi nữa không? Biết rồi, biết chào mất cô rồi.
biết rồi, ngay chỗ đám mộ. Xác chết rồi, tái xuống đi ta. Bảo có đắp gạo trong đó mà. Nhất trong rắn rồi. Có cái đẹp làm móng cho kìa. Hiếm có đấy nha. Hiếm có. Không phải là đơn giản đâu đấy. Trời ơi, thuê thợ tên Bình Dương xuống đây luôn á. Người ta ở mãi Bình Dương rồi về đây đấy chứ không phải bình thường đâu. Thôi nốt đây mấy cô kiếm cho anh gắn cô vợ tên đó luôn đi. Thì ok. Nếu mà một khi anh gắn có nhu cầu thì chúng em cũng ủng hộ cả chân lẫn tay. Ừ, để giúp rồi giúp cho trót luôn đi. Ờ, con mua đó. Thấy không? Dạ, em mua đó. Biết trả lại rồi đó. Dạ. Mua đèn thú hả? Dạ, hôm bữa mua rồi. Đây quần áo mua cho đó, mấy bộ ba bộ kìa. Mấy đôi dép nhưng mà hôm bữa thì quên. Đi vội quá quên. Hôm bữa mình xuống mình hỏi toàn ừ hôm nay trả lời đó. Ờ, nay trả lời ghê hồn luôn. Hỏi cái gì rồi đó. Còn hôm bữa mình xuống đó. Ừ. Trời, hôm nay hỏi là đi tắm chưa, nó tắm hai lần rồi. Hỏi đó. Hỏi cắm nha, hỏi cắm ở đâu nữa đó. À. Hỏi thôi được rồi nha, sạch rồi nha. Trả lời luôn. Sạch nhưng mà chân là bẩn á, đi rửa đi. Tí đi tắm nha. Ừ. Hôm nữa nhành cắt tóc đẹp quá nhỉ. Cắt bằng kéo cắt cá thế mà cũng đẹp chứ. Trời ơi. Đây này, kéo cắt cá đàng hoàng, hôm bữa cắt tóc đây. Nhành chưa từng cắt tóc cho ai bao giờ, nhưng mà bữa đó nhành cắt tóc cho anh nhắn. Đây cũng là một ngoại hình mà. Đây. Chưa cắt tóc bao giờ mà hôm nay là cắt tóc đây. Quá dữ. Quá dữ. Ủa con nghe nói là hồi đó là ảnh lấy vợ về rồi mới phát bệnh mà. Có hai đây hai ngày. Lấy vợ về hai ngày là phát bệnh. Hai ngày là bệnh luôn. Kỳ ta. Lấy vợ về hai ngày là bắt đầu phát bệnh. Dạ. Thì sau đó thì vợ của anh có chồng có con. Không khi nào nó vô tới. Không khi nào nó hỏi thăm nó còn. Dạ. Là anh quậy phá vậy xong rồi vợ thôi luôn đó ha. Dạ, yeah, vợ yeah, thôi luôn. Rồi suốt hai mươi mấy năm đó là có ai ai chăm sóc ảnh ngoại? Thì tôi. Một mình ngoại hả? À. Có ai khác nữa không? Không. Một anh mình... em nó khi một hai đứa nó tới lui vậy thôi. Dạ. Còn đi thầy đi đồ ha, tôi vẫn đi không. Dạ. Mới ngoại... đầu tiên á. Dạ. À. Là mấy năm đầu là ngoại đưa đi khắp nơi vậy đó ha? Đưa lên. Họ đem chỉ đâu đi đó, đem chỉ đâu đi đó. Hai mươi mấy ông thầy cũng tới đây rồi, thầy đưa đi... Có ông mà chưa tới, dạ. Có ông mình đi coi á, à. Đi coi là đi khi mình á, nhưng mà người ta nói sao? Nó nữa. Nhưng mà người ta nói sao vậy? Người này nói mắt ma, mắt tà gì, dạ. Mắt quỷ gì ô tùm lum hết, đâu có mà nói một lượt, dạ. Nó nói chung nhau, dạ. Thành ra đâu có biết đâu. Dạ. Nhưng mà người ta có chỉ cho mình cách trị không? Tại có khi mấy lần sau họ tới nhà nữa. Dạ. Họ trị á. Trị. Tới nhà mà trị cũng không được hả? Dạ. Nhưng mà sao lần này được hả? Thầy cũng không biết, cũng mà là phước chủ may thầy. Dạ, phước chủ may thầy hả? Dạ. Dạ. Nhưng mà trước khi cái cô ngát này tới á, thì ảnh là phải thường xuyên bị nhốt trong cái phòng đó. Phòng đó. Chừng ngày mấy gì nó tới á, dạ. Rồi mở ra. Mở ra cái lại. Mở ra tới nay. Dạ. Dạ. Cũng có cảm ơn mấy gì mấy cậu, dữ lắm. Dạ. Nhưng mà từ cái bữa mà mở ra cho tới nay thì anh có quậy quản gì không? Không có quậy. À. Chỉ mà có nói lảm nhảm thôi nhảm, ha. Nhảm vậy. Yeah. Nhưng mà giờ mà ngoại nói chuyện với ảnh thì ảnh có nghe lời không? Chưa nghe lời. Chưa nghe. Vậy hả? Chưa mà nó nói cứ ngại tối cơ hả? Kêu bà không à. Bà không đi chợ hả bà? Vậy? Bà hai. Mấy giờ rồi bà hai? Vậy hả? Ừ. Cũng mừng ha. Nhưng mà hồi trước vậy là ảnh đâu có hỏi gì đâu. Dạ. Ít á. Dạ. Mới đây à. Ừ. Hồi trước là anh ở biệt ở trong cái phòng đó đó. Dạ, cũng vài ba bữa thả là tắm. À, vậy thời gian sau này nè. Dạ. Thời gian trước không dám. Dạ. Ừ. Lúc trước mà mình thả ra thì ảnh sao? Nhiều khi nó quậy vậy. Đập có đập phá đồ gì nhiều không? Hồi mới thì nhiều, chứ sau này bớt. Dạ. Nó ăn cơm cá ấy gì nó quăng mẹ hết trơn. Sau này mới đỡ. Dạ. Uống nước trà khi dục bình, dục ly luôn. Trời.
Khổ tội nghiệp ngoại. Có tôi ở nhà không? Dạ. Nó quậy, nó làm gì làm, không đứa nào dám tới. Tới. Tôi năn nỉ. Ngoại năn nỉ thì nghe. À, ừ. Lúc trước thì ghê lắm mẹ cậu. Nó lấy dao, nó lấy chuồng chuồng. Dạ. Nó làm găng vậy. Lấy dao được. Đứa nào. Lấy dao được. Nó làm dữ vậy chứ mà. À, hù thôi phải không? À, cầm cầm dao lên hù thôi phải không? À, trời mà cũng đâu có dám. Đúng rồi, thấy cầm dao vậy ai mà dám được. Bởi vậy, ừ. Nói nghe trời bây giờ công chuyện nó không biết nhiều thôi. Yeah. Nhiều khi mình lấy nó mài nha. Cái nó lại giường nó nằm. Nó lại giường nó nằm á. À. Cái tôi biểu mấy đứa đó ha. Đè lấy dao rồi. Ôm dao nằm hả? Ừ. Ừ. Lại đè. Dạ, đè để giật dao lại ha. À, dạ. Rồi à. Vậy là mấy dao rửa là mình phải cách cẩn thận. Dạ, dạ. Cây chùi ha, nó để đó. Cái gì mà nó đi đốt nhang. Ông đi đốt nhang hả? Ông đi đốt nhang hả? À, cái tụi nó đây, nó lén, nó lấy. Lấy nó giấu. À. Ông tự biết đi đốt nhang nữa hả? Ừ, hồi đó đó. À, cái hồi đó còn à, ấy hả? Nó còn mới, làm mới, không biết gì. Gì nhập nó mà nó đi đốt nhang. Nhưng trời, nó đi tùm lum hết. Nhưng mà trước đó, nhưng mà trước đó thanh hồi thanh niên là ổng đâu có chuyện mà đốt nhang đốt đồ gì đâu hả? Ờ không. Thì sao bị phát bệnh cái tự nhiên cái đi đốt nhang vậy đó hả? Hồi đó nó đâu 17 tuổi mà nó đi du kích trong ngoài này nè. À. Đâu chừng 21 tuổi nó bị bệnh. 17 tuổi là còn đi du kích. À. Trời. Ừ. Nhưng mà nhà bà có ai bị vậy không? Không. Ừ. Nào giờ đâu có. Sao giờ vậy mình không biết. Là chỉ có anh gắn này bị vậy thôi ha. À. Còn mấy anh chị khác là tỉnh táo rồi hết trơn. Có gì vậy trời. Mọi người ta nói anh em mà con mình nó không gánh chịu quá cậu. Mà dạ. Anh em không thương. Bây giờ nó không thương thôi chứ vậy sao. Dạ. Rồi sau khi mà ảnh phát bệnh thì ai xây cho ngoại cái mướn á. Mướn người ta tới xây để nhốt ảnh lại hả? Sau này đi giáp hết trời à. Bây giờ xây nhốt cho nó đó chứ để ai đồng giữ nó. Dạ. Ai đồng đi theo nó. Là coi như mình đi các thầy thuốc rồi giờ hết trơn rồi đó. Mà không được. Nhốt lại. Nhốt lại. Rồi mỗi lần mà tới giờ cơm rồi giờ là mình đưa ra cho nó cho kêu. Cho nhanh. À, ổng kêu hả? Ừ, nó giúp vậy á. À. Kêu. Dạ. Cái bữa nào có bữa nào ngoại quên rồi ổng kêu, ổng hét không, ổng la hét không? Có. À. Thường thời gian sau này nó. Dạ. Làm như ngày nó lâu rồi nó từ từ nó giảm vậy á. Dạ. Ừ. Nhưng mà từ cái bữa mà thầy ngáp xuống giờ là thấy đỡ hơn nhiều ha. Dạ. Dạ. Ngoại năm nay là nhiêu rồi ngoại? 84. 84 tuổi rồi. À. Trời ơi. Rồi ngoại, cái thu nhập của ngoại sao ngoại? Cũng chút đỉnh hả? Còn nhiều, cũng có ít thì con cũng nghèo cho nó hết. À, là chút đỉnh hơi vòng vòng đây hả? Mấy anh chị góp vô cho ngoại hả? Chị giờ có cái đứa nghèo nó cũng không có góp nữa. À. Ví dụ cho chút đỉnh vậy Tết nhất vậy đó. Dạ. Trăm vài trăm vậy đó. Dạ. Rồi cái còn vườn, ngày thường là không có. Cái vườn của ngoại là có huê lợi gì không? Có mấy cái dừa. Dừa vậy có huê lợi gì? Dừa mà dừa khô như hai năm nay đâu có đồng nào đâu, đâu có ai mua đâu hả? Bởi nó rẻ. Dạ. Dạ. Cái vườn của ngoại được mấy công? À, vườn tôi ở hả? Dạ. Chắc nên nhà nên đâu chừng hai công à. Có hai công cái hả? Nhà nên nó bự nữa. À. Hồi đó đó, cái hồi đó cậu hồi ổng còn á. À. Ổng chết. Ổng mất lâu chưa? Năm thân á, tử thân, chết năm thân á. Năm, mười mấy năm à. Mười mấy năm rồi hả? Ờ. Dạ. Ôi, vậy là mười mấy năm xong rồi giờ một tay ngoại chăm sóc cảnh vậy đó. Rồi hồi ổng còn, ổng bệnh tai biến, ổng không có phụ nữa. Vậy đó hả? Trời ơi. Ai điện chỉ là tôi với mẹ con đi dắt đi. Cực ngoại quá trời luôn ha. Còn mấy đứa anh á, khi lúc đi Sài Gòn á, nó dẫn đi hai lần à. Dạ. Còn nhiều. Mà đi xa nhất là ngoại đưa đi tới đâu rồi? Hả? Ngoại đưa ảnh đi xa nhất là tới đâu? À, thì lúc thằng con đó nó đưa tên Sài Gòn đang khám đó. Dạ. Cái rồi họ đẩy qua bên bệnh viện Đồng Nai. À. Đồng Nai là trên thành phố qua Đồng Nai. Bệnh viện Biên Hòa đó. À. Bệnh viện Tâm Thần Biên Hòa. À. Dạ. Đồng Nai Biên Hòa. Biên Hòa Đồng Nai. Dạ. À. Là lên xa nhất là tới đó rồi. Đó rồi tôi sau này tôi mới lên. Dạ. Lên tôi thăm nó đó. Dạ. Trời nó lên thăm cái nó mừng. Cô nó má dán ra cái nó lên.
À. Mà nó khóc nó đòi về chứ nghe cậu. Trời ơi. Ừ. Thương vậy. Rồi tôi nói gạt nó. Dạ. Tôi nói thôi con ở đây thì má gì má lấy tiền, bởi vì không có đem tiền theo. Dạ. Nó cũng nghe nữa. Ở 6 tháng thì nói vậy đó hả? Dạ. Ngoại lên thăm được mấy lần? Lên thăm chừng nào mà chừng 3-4 lần gì hả cái gì dạ. À. Chắc nhớ chết luôn ha. Dạ. À. Ồ bị bệnh vậy mà nhớ má chữ vậy đó hả? À. Thương ha. Nhớ nhà nữa. Người ta nói có ông thầy đó là nói bệnh căn. Bệnh gì? Bệnh căn. Căn. Căn hồi trước á. Nên không có thầy nào mà chữa hết hết á. Chừng nào hết hết rồi. Dạ. Nói vậy mà không biết trúng không á cậu. Dạ. Ừ. Nói vậy á. Dạ. Căn. Dạ. Như là gánh cho mấy anh chị khác. À. Hồi xưa á. Mấy ông hồi xưa. Dạ. Giờ nó phải chịu. Dạ. Nói chung giống như cái nghiệp vậy đó hả? Dạ. Còn vô uống nước cậu. Dạ, dạ, dạ. Ê, được rồi. Dạ. Vô hả? Uống nước, nghỉ chân đi. Dạ. Anh cứ kêu bà hai không hả? Hay không má hả? Thôi, bà đến nhà bà hai. Tắm rửa rồi trước giờ là ngoại tự làm vậy đó ha. Ủa con nhớ ở bên Tre có cái trại tâm thần gì mà bà hai? Có tâm thần gì lâu quá con không nhớ rồi. Dạ. Lâu quá con nhớ cái bên Tre có. Họ dạ. Cũng dạ. Lên trển nữa. Dạ gần chỗ Trường Chuyên đó. Ừ. Dẫn lên 2 lần, có lần ở 1 tháng. À là ngoại có dẫn vô rồi á hả? À, có lần thì ở con tuần lễ bằng đầu á. Dạ. Không có gì trên cái họ chơi gì. Ủa ở nữa. Ở mà không có gì hết trơn hả? À. Kỳ vậy? Tháng đầu á. Dạ. Mấy tháng đầu á. Không có. Sao cái lên ở cả tháng. Dạ. Thì về nó thấy nó cũng còn như vậy đó rồi. Sao mới đi Biên Hòa. Dạ. Ngay Biên Hòa. Ở Biên Hòa 6 tháng. Dạ, nửa năm. Ở đây cái hồ nước mặn có ở đây có nước xài không ngoại? Có, họ làm ấy á, làm giếng á. Dạ. Ừ. Làm giếng có. Mà mặn cũng không nhiều không? Dạ. Ở trong này đỡ ha. À. Bà kêu đi. Rồi nước rồi nè. Dạ. Tắm con nước rồi nè. Để tắm. Viettel gọi. Viettel gọi Viettel chứ. Đó. Là đi. Đó. Giờ đi. Ừ. Sao bông tắm đâu? Đây đây đây. Để chỗ chút rồi. Ừ. Đây con phụ cho cái lưng này còn dơ lắm nè. Ừ. Giờ đi, giờ đi. Đó. Qua lấy đầu đi. Đó. Giờ đi, giờ ra. Giờ vòng ra. Đó. Lấy mày lên. Đó. Cũng mới à, mới tắm nên thành lên cái đậu nó bây giờ. Ở cho cháu mà nhắm mắt lại. À, bà được từ từ hả ngay? Rồi. Dạ rồi. Nhắm mắt lại. Rồi. Để thôi vô mắt coi. Rồi. Cái lưng gì mà thì không kỳ quá rồi sao mà? Nó đâu có cho kỳ. Lúc cát không à? Không cho kỳ. Thì mới nói, mới tắm qua mà giờ cát không? Rồi. Rồi. Thôi. Tắm thơm thơm quá. Mốt kêu cởi quần là ok, cởi áo là cởi áo, đừng có cởi quần cởi nha. Dạ. Cái gì tâm thêm không? Bông anh. Bà từ từ, có nghe không? Thôi. Cà cái chân này đi này. Rồi. Từ từ xối.
chi. Ngồi lên đây, ngồi lên đây, ngồi lên đây. Rồi. Ngồi đây, ngồi đây. Rồi. Ngồi duỗi chân ra. Rồi. Duỗi chân ra. Rồi. Ngồi duỗi chân ra đây. Ba chân ra. Bốn hả? Ngồi xuống. Rồi, rồi. Duỗi chân ra. Đó. Đi đi. Đúng rồi. Đúng không? Đúng không? Rồi, xoay, xoay. Không không xối xối đi kìa. Thôi được rồi, được rồi. Có cái bàn chải không? Đây nè. Đây đây đây. Nó đau à? Đau cái gì? Chân tay mà đau. Nam tử hán đại trường phu mà đau cái gì? Không được dễ dụa nha, ngồi im á. Cái chết. Thối chưa? Thối. Hỏi gì á? Đợi chút à. Gỡ cái bàn chân lên cho nào. Thôi nghiệp gì á, gì lo quá trời, lo cho con á. Cảm ơn nha. Này. Rất ơn chưa? Thân chưa? Cái bàn chân chưa hay à? Lúc nào cũng phải mang dép như chưa? Đừng có... đừng có mang chân phong dơ lắm. Rồi trèo lên hả? Lên giường rồi cái mũi rồi kiến nó leo lên nó cắn theo cho bây giờ đó. Số là 2. Số là 2. Số là 2. Số là 2. Thì con tì giấy con trái cho đứng được. Thôi cái lưng này nó chết chổng rồi. Thôi rửa mặt đi. Cái nước này nước gì? Cái nước cũng pha đó. Pha luôn hả? Đất cát không mà cha ơi. Ngày nào cũng phải ra tắm nha. Cái gì? Bữa nay 6 ngày rồi tắm con lần mà hỏi rắm nói 2 lần. Sao? Sối rồi sối vào hai hoài. Thôi được rồi đấy, bà sối cho anh đi, bà sối kêu anh đi cái bên trong đi, vô uống nước nha. Nước thì mấy giờ bà chậu ạ? Thôi tắm rồi, tắm không có người mà đã khô coi như là tắm hai lần đâu chứ biết nước mà trên nước ra chà mới trên thành con chứ rồi. Đây có cô nhà không xong lần con khóc ra này. Mọi đứa tại sao chịu tắm mà vừa tắm có lần mà lại đổ tắm hai lần. Gầy quá. Ấm nước nóng hay nước gì đây? Ấm ấm. Nước ấm ấm thôi cô. Rồi tự ấm tự ấm. Bà bộ tự vạch lên. Trời ơi con chó này. Con Duyên đấy cháu. Con Duyên đấy. Ôi rồi, để cho bằng áo quần đi. Hả? Ừ. Hả? Có xà bông chưa? Có rồi. Rồi hả? Bà hai, rồi bà hai rồi đi. Hả? Nói thế rồi. Rồi đó. Hả? Rồi đó. Bà trời đẹp trai rồi. Rồi. Bà bổ nó tự rồi từ trong đi. Rồi chừng ngã vô đó, trong ra nha. Kéo đấy. Ông ướt à. Anh nó mát giá vợ mà giờ. Mà nhắm được bổ cho vô. Đây. Đi thay đồ đi rồi ra đây nói chuyện với cô ngát nữa. Sao rồi cô còn đứng cho nó quay rồi đắng nó rồi trong cái dưới đó cái háng nào tí mà. Cháu ơi. Bây giờ mà tí bà cứ quay kia mẹ bà hai rồi cho tí nữa. Quay lại cái chỗ trong á, bà bổ nó phải cho nó rồi. Nó phải cho nó rồi trong tí. Lương Phú cô. Gì Phú? Lương Phú. Xã Lương Phú. Dạ trong cũng là đây trong nó. Ê, cháu con á. Xa bao nhiêu cây? Rồi, đây đây mày rồi đi bà ông tự uống rửa. Mày rồi đi tự uống rửa.